Sĩ quan Ukraine nói không hối hận khi đầu hàng quân đội Nga. Chỉ huy tiểu đoàn 501 thuộc lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine tuyên bố ông không cảm thấy hối hận khi đầu hàng quân đội Nga. Trong đoạn phim tài liệu được công bố bởi hãng tin RSSI 1 Nga, sĩ quan Nikolai Biryukov, chỉ huy tiểu đoàn 501 Ukraine giải thích rằng việc giữ binh sĩ trên chiến trường lúc này là điều vô nghĩa. Biryukov tuyên bố ông không cảm thấy hối hận khi đầu hàng quân đội Nga và thừa nhận rằng người dân Mariupol không thiện cảm với quân đội Ukraine. Sau khi chứng kiến thái độ đó, tôi đã quyết định đầu hàng. Sĩ quan Ukraine khẳng định ông tự đưa ra quyết định hạ vũ khí và đã suy nghĩ kỹ trong khoảng 2 ngày. Trước đó, ngày mùng 4 tháng 4, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh tiểu đoàn 501, hành quân không vũ trang qua Mariupol với hai tay giơ cao trong thế đầu hàng. Không lâu sau, nhiều nguồn tin khẳng định khoảng 250 lính thủy đánh bộ Ukraine đã bị bắt làm tù binh. Ở thời điểm đó, đây được coi là đợt đầu hàng hàng loạt lớn nhất của lực lượng Ukraine. Mới đây nhất vào ngày 13 tháng 4, 1026 binh sĩ thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine, trong đó có 162 sĩ quan, đã đầu hàng tại nhà máy sắt thép Ilyich ở Mariupol, theo Bộ Quốc phòng Nga. Sau đó, phía Nga cho nhóm quân Ukraine ẩn náu tại nhà máy Azovstal, Mariupol, cơ hội cuối cùng để hạ vũ khí và đầu hàng vào sáng ngày 17 tháng 4, hứa rằng tất cả những ai hạ vũ khí sẽ đều được bảo đảm tính mạng. Tuy nhiên lực lượng này từ chối đầu hàng, và âm thanh của súng hạng nặng đã xuất hiện gần nhà máy vào chiều cùng ngày. Trong trường hợp tiếp tục kháng cự, tất cả bọn họ sẽ bị tiêu diệt, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói.